Xin mến chào quý vị và các bạn. Đây là cái vườn đào mà lần trước mình đã quay video cho các bạn xem rồi. Ở cái video lần trước thì em Hyundai 140 và em Volvo 55 này phối hợp cùng nhau dọn cỏ cho cái vườn này. Sau khi dọn dẹp xong cái phần cỏ ở đây thì bữa nay máy đã di chuyển vào để tiến hành lên luống. Phía xa xa trong mảnh nhỏ các bạn kia là con Hyundai 140. Nó đang đào mương để lấy cái phần đất đắp lên đây. Và ngoài này thì con Volvo 55 này đang tiến hành san cái phần đất này ra để làm luống. Sau này thì khi làm xong luống ở đây thì sẽ đánh toàn bộ những cái cây đào ở phía đằng sau đuôi máy này ra lên đây để trồng. Công việc ngày hôm nay ở đây thì con 140 ở góc đằng kia thì đào đất quăng lên. Con 55 này thì đảm nhiệm cái công việc là san đất ra để tạo thành hình luống. Ngày hôm trước thì với sự góp mặt của con 55 này, nhưng ngày hôm nay thì có thêm một em trai đi học cái nghề máy này. Đấy, nhìn thấy cái cảnh đứng như này anh em hiểu rằng là cái nghề học lái máy này có khổ không. Mấy ngày xưa thì mình đi học nghề lái máy cũng tương tự như vậy đấy, cũng phải đứng xem để học hỏi những cái kinh nghiệm, đứng xem cái cách làm việc như thế nào, đứng xem thế độ máy, độ móc như thế nào đấy các bạn. Bây giờ thì để có một cái nghề không phải là đơn giản. Để học được một cái nghề thì chúng ta cần phải bỏ công sức ra và bỏ thời gian ra, chứ không phải là tự dưng mà có một cái nghề được. Vậy nên là anh em nào đang theo học nghề lái máy này hay là theo học bất cứ một cái nghề gì thì chúng ta hãy kiên trì, chăm chỉ và cố gắng lên. Chỉ có kiên trì, chăm chỉ, cố gắng thì chúng ta mới học nhanh ra nghề được. Đấy. Nội dung công việc ở đây thì là cái phần nửa phần này thì đã được con 140 kia san ra rồi. Nó đào đất đến đâu san đấy. Còn cái phần đông đất này do nó quăng lên, cần nó không có thể vươn xa dài ra được, nên là phải sử dụng đến con 55 này để làm đấy các bạn. Ở đây nó đang tiến hành phá đất ra và san. Ở đây thì bác chủ đất yêu cầu là mình san theo chiều dốc, kiểu như là hình mu ruộng. Phía bên trái mương này thì đất cao hơn, còn phía bên đang san này thì thấp hơn, để sau này trồng đào thì nước nó sẽ rút xuống những cái rãnh mà đã đào từ trước rồi. Đấy, trồng đào mà không thoát được nước thì khi mà nó úng ấy thì sẽ bị chết hết. Đấy, chính vì vậy nên là khi mình san đất thì cũng phải làm theo hình cái mu rùa để tạo thành một cái độ dốc. Đấy. Phần này đã được san ra rồi. Ở đây thì được chia thành những cái luống, những cái ô ngang dọc khác nhau tùy vào thế đất, địa hình đất. Đất này toàn bộ là đất sét đỏ này, càng đào sâu bao nhiêu thì nó là càng đất sét bấy nhiêu. Đấy, con này sắp sửa san xong một ô rồi. Vườn đào này thì rất là rộng, được bác chủ đất được đầu tư rất là nhiều và đầu tư rất là nhiều công sức ở đây. Đấy. Đấy, nhìn thấy cái cảnh mà đi phụ đứng xem này, các bạn mới thấy được rằng là để kiếm được mỗi nghề thì rất là khó khăn đấy. Nhưng mà được cái bây giờ đi học nghề không như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa đi học nghề thì vất vả hơn nhiều. Bây giờ thì sẵn máy sẵn móc hết rồi.
Cái mương này hơi sâu nên đang được bù một lớp đất cho nó cao lên. Đấy, cái phần này nó đang bị dư đất. Đây rất là rộng, phía bên đằng kia thì đã làm được 1, 2, 3 luống rồi. Đây là luống thứ tư, 4 luống. Sau khi những cái luống này hoàn thành xong thì họ sẽ đánh đào từ bên kia qua đây dọc. Sau đó lại tiếp tục làm những cái vườn còn lại. Phần đất cũ ở bên dưới thì sẽ được đào và sới lên, sau đó thì phủ một cái lớp đất này lên để đảm bảo cái độ sâu cho đào sau này trồng. Nốt phần này nữa là hoàn thiện được một cái ô này rồi. Cái đất này lên luống thì vào cái thời tiết nắng đẹp này thì rất là sướng, nhưng mà nếu vào thời tiết mưa thì cực kỳ là dính gầu. Lên luống này thì chủ yếu cần kỹ năng là làm mặt băng và phải biết cách nhìn. Mình nhìn làm sao cho nó chuẩn và phải biết cách lấy mặt bằng theo độ dốc. Nếu như nhìn trong video thì các bạn có thể không thấy nó dốc bao nhiêu đâu, nhưng mà đứng ở ngoài này mới thấy được rằng là độ dốc nó khá là nhiều. Trồng đào thì cần phải thoát được nước, không thoát được nước thì nó sẽ bị ốm. Đứng từ giờ đến chiều mà nó không cho làm đi về luôn, cho nó làm một mình. Cái tội là đứng xem nhiều quá không cho làm. Phía đầu dưới này thì em Hyundai 140 này sẽ đảm nhiệm cái công việc là đào cái mương này cho nó to hơn, sâu hơn, và cũng là để lấy đất để quăng lên trên cái luống kia để giúp cho con 55 nó có đất để san ra. Mương này là cái mương chính giúp cho thoát nước mỗi khi mà có những trận mưa lớn kéo về, và đặc biệt đây cũng là cái mương chứa nước từ những cái mương nhỏ ngang ngang này thoát ra các bạn. Ở đây nếu như dùng con xích 200 một quật thì chắc khả năng là rất là nhanh đấy. Con này thì không có phụ, còn con Volvo kia thì có phụ. Cái loại đất sét này thì nó rất là cứng nha các bạn. Đấy, máy mà đào rồi còn ghi cả máy luôn, vì cái dòng đất sét này nó rất là cứng, nhưng mà khi quăng lên trên bờ mà gặp nước ấy thì nó lại nhão nhẹt ra. Đây là cái vườn đào mà ngày xưa là VIP Pro đấy các bạn, nhưng mà bẵng đi một thời gian không ai chăm sóc thì nó đã bị
héo úa hết rồi. Những cái cây này thì trồng lại nó vẫn sống thôi, nhưng sẽ mất nhiều công và nhiều thời gian chăm sóc chăm bón hơn cho nó này. Những cái cây này mà vào thời điểm Tết ấy thì cực kỳ là đắt đỏ nhé. Vậy nên là bây giờ bác chủ bác ấy muốn kiến thiết lại cái vườn đào này để giúp cho nó đẹp hơn. Đấy, phải làm đường này. Cái này ngoài cái việc là phải lên luống ra thì cần phải lấy cái phần đất màu kia lên các bạn này. Đấy, cái chỗ con máy kia đứng là những cái phần màu thì sẽ được trộn lẫn với những cái phần đất sét ở dưới cái phần mương này đào lên để giúp cho là cây nó có chất ăn. Bác Tài thì chỉ có sang một nửa thôi, công việc chủ đạo vẫn là đào đất quăng lên, còn một nửa kia thì sẽ dành cho con 55 nó đào sang. Rất là chắc, đất này nó mít. Đất cứng đến nỗi mà máy còn dù đi. Cái mương này thì ngày xưa nó cũng được đào một lần rồi, nhưng bây giờ thì cứ sau mỗi lần mưa, cứ sau các mùa vụ thì nó sẽ lại bị bùn trôi xuống, dẫn đến cái việc là nó tràn lên. Cách kéo đất cũng như cách đẩy đất. Trông như thế này thôi nhưng mà đầy rẫy những kinh nghiệm này các bạn. Đấy, cứ gọi là một đường lùi thì lại một đường tiến. Vẫn phải lấy đất từ phía dưới này quăng lên trên này. Làm sao để cho đủ đất thì thôi. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng Hyundai và một dòng Volvo, một loại to, một loại nhỏ. Những cái luống đang dần dần được hoàn thiện này. Về cơ bản thì những cái luống này nó cũng sẽ đều đều tương đối nhau. Đứng từ một góc độ này thì các bạn có thể nhìn thấy hai chiếc máy đang rất hăng say làm việc. Và sau những phút giây làm việc thì
đây là cái thành quả mà các bác tài chúng ta làm. Những cái đường mương, những cái luống đất đã được lên luống xong xuôi và tạo thành một cái mặt phẳng rất là đẹp. Và cái thời điểm này thì bác lái máy cũng đã cho ông phụ máy lên làm một chút để cho nó quen tay với cái công việc và học thêm cái nghề để mong sao rằng là sớm được ra nghề các bạn này. Đấy. Công việc thì nó không có gì phức tạp và khó khăn cả, chỉ cần cố gắng là được thôi. Cho nó làm nhiều để cho nó còn nhanh ra nghề. Chú tính giấu nghề hả? Đấy. Và đây là những đường gầu, những gầu đất đầu tiên và là những cái phần làm mặt bằng đầu tiên của bạn học nghề này. Đấy. Đi học nghề được bao lâu rồi anh nhỉ? Được 5 ngày đấy. 5 ngày mà làm được như này đấy. Dạ màn. Đấy, đây là sư phụ tận tâm thì học trò tận tình. Cộng lại để thành nhanh ra nghề các bạn ạ. Đấy. Và chúc cho em ấy nhanh học được cái nghề để kiếm những đồng lương đầu tiên của xã hội các bạn nhé. Và video của mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.